Nê sikha bạn đang samadhiya mẹ adinna dana về ramane sikha bạn đang samadhiya mẹ kame sumi cha cha ra về ramane sikha bạn đang samadhiya mẹ mousa wada về ramane sikha bạn đang samadhiya mẹ Sura me dayamat cha pamada thana ve ramane sikha madang samadhiya Imani banca sika padhani satu kangka tuang apama dena nicca kalang samarak kitabang. Ma phần tên Silena sinyonti, silena pokasambadang, silena niputinyonti tasmai, silang visuddhaye. Sathu, sathu. Uttamang ghe na vấn đề hăng ba đa phạn sung và ruột tam ăn bùa thầy vô ca lý tổ đô sâu bột thâu khắp mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân đức phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho đức quý thần và răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mô khăm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thọ tâm ăn sẵn ghê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Yani thaputa ni samayata ni pumma ni vaya ni vanta leke tathayatang deva manosa pujitang buddhang namasama suvanti hotu yani thaputa ni samayata ni pumma ni vaya ni vanta leke tathayatang deva manosa pujitang thammang namasama suvanti hotu yani thaputa Nisamayata ni pumma ni vaya ni va antale khe tathagatang deva mano sapujitang sangkang namasa masuvan ti o to hung so atalanto sukhito vrono ho bodha sasane arogo sukhito isaha sabbe nyati pisa atalatham Sukhitavaruna bontasasane aroga sukhitao isaha sabbe nyati pite antalanta sukhitavaruna bontasasane aroga sukhitao tasaha sabbe hi nyati phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích được sự an vui được sự tăng hoa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xá thu lành thai dặn kinh chỉ của dặn kinh chí cú sa la cầm măng cà tập băng ký đi dặn mà cả dê na quả cha mana sa thì đà sẽ sư gà tăng cà tăng dê sa ta san nhi nô a thì dê cho sa ta a san nhi nô cà tăng buồn nhà phà lăng mày ăn sa bê
Phá ghi phá quan tu tế dê tăng các tăng sư vi đi tăng đến năng bồn nhà phà lăng mà dạ dê cha ta thana cha nan thì để qua gần ta ni dê đa dâm sắp bê lộ cầm hi dê sát ta chi quan ta ra hê tu ca ba muốn năng vô cha năng sắp bê là phan tu mầm a chê ta sa ti hữu căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hội hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng hai chưa rõ lời cầu xin cùng thiện chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trong đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với sư trưởng ngài Giác Chánh Bodhisattva Mahathero. Công đức con đã làm, phước báo con đã tạo, con thành kính dâng đến ngài, đến sư trưởng, mong phước này trợ duyên cho sư được an tịnh, lúc nào cũng hướng tâm về Phật pháp, và còn giây phút nào ngài tỉnh táo giây phút đó, và cũng do phước này hỗ trợ cho ngài nếu ra đi thì được an lành, và luôn luôn ngài nhớ đến những cái thiện ngài đã tạo để hỗ trợ cho ngài đạt được lời nguyện ước của ngài trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Chúng con cũng kính dâng quả phước mà chúng con tạo được trong buổi lễ bái tam bảo này đến với chư tôn đức tăng. Nhục mình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nhật Quỳnh kính chào huynh kinh, kính chào thính pháp, mến chào Thi Lâm, kính chào Duyên Nguyễn và kính chào Huyền Mộng, kính chào tất cả đạo tràng. Và con hãy thấy trễ giờ nên con đã thỉnh ngài bằng Bali và ngài cũng trao truyền bằng Bali. Con một lần nữa thay mặt đạo tràng con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính mời Vinh Kinh đăng đàn để trình học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Vinh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học kỳ diệu pháp được an vui tiến hóa. Dạ, kính thánh Huynh Kinh ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ Tri Đức cùng chư tôn đức tăng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, hôm nay sau
hai tuần chúng ta nghỉ ăn Tết. Hôm nay chúng ta trở lại buổi học. Thì trước khi vào buổi học thì chúng ta cũng xin chúc mừng, kính chúc chư tôn đức tăng nhân ni cũng như tất cả quý Phật tử trong room luôn có được một năm mới tràn đầy hạnh phúc, đầy niềm vui và luôn có một sự là an lạc trong chánh pháp, trí tuệ luôn được sáng chói và sớm thành minh trí. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami. Svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno bhagavato savakasangho saṅkhaṃ namāmi. Samma sambuddhammatulaṃ sasattham aganuttamaṃ apivādiyapāsissaṃ apithammattassaṃ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn diệu song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị thì rồi đang học về phần về nhân phối hợp đúng không? Siết Thiệt Quỳnh, Siết Meta đó. Phối hợp học nửa chừng Ngân mới học về định nghĩa những cái từ. Không biết đúng vậy mà cho biết lại. Vì coi bài là phải tới đó, tới học nó hết cái phần định nghĩa về sáu nhân tham sân si vô tham vô sân vô si. Bây giờ chúng ta mới đi vô phần chi tiết, không biết đúng vậy không ạ? Coi bài ra giùm nghe. Nghỉ lâu quá không biết. Tết vui quá ai nói quên bài trên này. Xin mấy ta rồi đúng rồi ha. Ok rồi, như vậy là trong này chương trình chúng ta tiếp tục vẫn còn trong cái phần về có yếu về nhân. Thì trước tiên chúng ta đọc Bali. Xin Thiện Quỳnh post bài lên để chúng ta đọc về cái phần Bali của bài đó, rồi sau đó lại đi vào chi tiết tiếp theo. Rồi chúng tôi sẽ đọc trước sơ để cho đọc chậm chậm trước để cho quý vị nào mà vô sao mà chưa có nắm được cái Bali vững thì chúng ta đọc chậm chậm thôi để quý vị dò lại ha. Còn như mấy vị vô lâu thì chuyên nghiệp rồi, đọc giỏi rồi thì không có gì quan trọng. Thì như Nhật Quỳnh hay là Sip Meta hay là những vị đã vô cũ thì rành rồi ha, không có gì thắc mắc. Giờ chúng ta xin đọc lại sơ sơ để cho chậm rãi và giúp chậm cho nó dễ, những gì nào chưa nắm được đọc nghe kỹ kỹ xíu. Rồi chúng ta đọc vô bài Hê Tú Săn Gá Hô tốt yếu nhân, hay được gọi là nhân phối hợp, hay tốt yếu về nhân. Hê Tú Săn Gá Hô. Hê Tú Săn Gá Hê Hê Tá Vô Na Ma Lo Pho Do So Mo Ho A Lo Pho A Do So A Mo Ho Cha Ti Chấp Bi Tha Pa Hoành Tí. Trong phần tốt yếu về nhân có sáu nhân là Tham Sân Si, Vô Tham Vô Sân và Vô Si. Rồi, tiếp theo. Tất tháp bành cha đoà ra vách cha ná. Duy bành cha huynh nhà ná. Xâm bá tích cha ná. Xăng tì ra ná. Vách tháp bá ná. Á sa ná vách xê ná. Tha ra sa hê tu ca
Chitta Nina Ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, truy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sinh tâm. Rồi, tiếp theo. Sê sa ni sắp bà ni bí. Ê cá sách tá tí. Chích tà ni. Sá hê tu ca nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Rồi, tiếp theo. Tha bí đuê mô mù hát chích tà ní ê cá hê tú ca ní. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một. Rồi, tiếp theo. Sê sa ni đá sát á cú sa la chít tà ni chê quá nhà na quýt bá dút tà ni đoà đá sát ca ma quá chá rá sô phá nà ni chà tí đoà quỳ sa tí quý hề tú cá chít tà ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện dục giới ly trí cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đoà đá sát nhà nó sầm bá dứt tát ca ma quá chá rá sô phá nà ní chê quá bành cha tìm xá mahat gata lô cút tara chít tà ni cha tí sát chắc tà lì xá tí hề tu cá chít tà ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Đô phô đô xô chá mô hô chá hê tú á cú sa là tá dô á lô pha đô sa mô hô chá cú sa là và cái ta tất tha tham sân si là ba nhân bất thiện cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. Á hê tu cách thà ra xề cá hề tu cà đuê đoà quỳ sa tít duy hề tu cà mát tà sát ta chất tà lý sát tí hề tu cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. À, đó là toàn bộ cái phần về về nhân phối hợp. À, rồi dưới là câu pháp cú. Câu pháp cú này thì quý vị cứ đọc chậm chậm thì nó cũng từ từ đọc nó hơi, một câu này cũng hơi khó, quý vị đọc chậm chậm thôi. Cum phu ba măng ca gia mi măng quy đi tòa biết thân như đồ gốm naga ru ba măng ta mi đằng tha bề tòa trú tâm như thành trì vô thê tha ma rằng
Bành nhà du thề nã dùm gươm trí đánh mà chí tăng cha rắc khề ai ni quê sa nồ si già thù thắng mãi vô tham. Rồi đó là về cái phần Pali vừa bài chính với lại bài pháp cú. À, quý vị có những gì mới để ý, đọc chậm chậm để ý cái âm cho đúng rồi bắt đầu mình đọc nhanh lên thì nó khác chút, anh thì hơi khó chút xíu, nhưng mà giờ mình chủ yếu là mình cứ tập đọc cho nó chậm để cho chính xác. À, không cần phải đọc nhanh, chỉ có những vị người ta đọc quen thì người ta có thể đọc nhanh được. Rồi mời Christina nha. Rồi, mời quý vị. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Sang Tham A Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Dạ, con xin đến lễ sư trí đức, con xin chào thầy kinh và con xin chào đạo tràng. Dạ, cho con xin trả bài. Hê tu sang ga gồ toát yếu nhân. Hê tu sang ga hê hê ta vô nam á lô phô đô sô mô hô a lô thô a đô sô a mô hô chát tí chát bít tha phá hoàn tí. Trong phần thoát yếu về nhân, có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tát tha bành chá đoà rà quá chá ná đi bành chá quý nhà ná sâm bát tích chá ná san ti ra na wo tha pa na ha sa na sa se na attha ra sa he tu ka chit ta ni nam á. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thâm, suy đặc tâm, thác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sát ta ni pi e ka sát ta ti chít ta ni sa hê tu ka nê wa. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tát tha bi đuê mô mù hát chít ta ni e ka hê tu ka ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê sa ni đát sa a ku sa la chít ta ni chê wa nhà na vi pa yu ta ni tòa đa sa kha ma wa cha ra so pha ni ni na ni cha ti tòa vi sa ti di he tu ka chi ta ni con xin sám hối. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới, ly trí, cộng chung lại là 12, có hai nhân. Đoà tát xá, nhà ná xăm tá yút tá, kà mà quát chá ra, sô phà ná ní chết hòa, bành chà tìm sát. Mahagata lokuta rat cittani jati satta jatta lisa tihetuka cittani. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiện và siêu thế cộng chung lại là 47, có 3 nhân.
lô phô đô sô chát mô hồ chát hề tú a cú sa la ta yô lô phà đô sa mô hồ chát cú sa ya cát ta tát thà tham sân si là ba nhân bất thiện, cùng thế ấy vô vô sân và vô si là thiện và vô ký. Ahetuka thara seka hetuka dwe dwa vi sati di hetuka matta satta chatta lisa ti hetuka. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Pháp cú câu 40. Khum phu ba na ba măng ca gia mi măng quy ti tòa biết thân như đồ gốm. Ná gá vu bà măng chích ta mi dằng thà bề tòa. Chú tâm như thành trì. Yô thê tha ma răng bành na yút thê ná. Dùng gươm trí đánh ma. Chích tăng chá rác kê ani quê sa nô si già. Thủ thắng mãi vô tha. Dạ, con xin xuống mic ạ, con có sai, xin thầy sửa ạ. Dạ. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bảo với cô tu nữ và con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và hôm nay con rất hoan hỷ đã trở lại học vi diệu pháp với thầy kinh. Và hiện tại thì ở nhà con còn đang ngủ cho nên con không có dám mở máy lớn à. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe được âm thanh của con và cảm ơn cô Duyên. Và dạ, con xin đọc bài cô Nhật Quỳnh khỏi cần bót bài lên để mấy ta kéo xuống mấy ta đọc được rồi cô. Dạ, để con kéo xuống con đọc. Dạ, hay La Mã hê tú sằng gá hồ toát yếu nhằn hê tú sằng gá hề hê tá quô na má lô phô đô sô mô hô á lô phô á đô sô á mô hô chà tí chấp bí tha phá hoàng tí. Trong phần toát yếu về nhân có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tát tháp, banh chá, đoà ra, quách chá ná, lý banh chá huynh nhà ná, xâm bá tịch chá ná, xàm tì ra ná, quốc tha bá ná. Há xá ná quá xê ná áp tha ra xa hê tú cá chích ta ní na má. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Xê sa ní sắp ba ní bí ê cá sắc tát tí chích ta ní. Dạ con xin sám hối.
xin đọc lại. Sê sa ni sắp ba ni bí ê ca sắp ba tí chích ta ni sa hê tu ca nê quá. Tất cả 71 loại tâm tại thì có nhân. Tất thà bí đề mô mô ha chích ta ni ê ca hê tu cà ní. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê sa ní đá xá á cú xá lá chích tà ní chê quá nhà ná quýt bá dút tà ní đoà đá xá ca ma quá chá lá sô phá nà ní chà tí đoà si xá tí bí hề tú cá chích tà ní. 12 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới lý trí cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đoà đá xá nhà ná xăm bá dút tá ca ma quá chá lá sô ma lý chê quá bành cha tình xá ma hắc giá tá lô cút tá rá chích tà ní cha tí sách tá chát tà lì xá tí hề tú cá chích tà ní. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và sư thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Lô phô đô sô chá mô hô chá hê tú á cú xá la tá dô á lô phà đô sa mô hô chá cú xá la gia cá tà tá thà tham sân si là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hề tu cách thà ra xê cá tu cà đề đoà si xá tí đoà quỳ xá tí đủy hề tu cà má tà sắp tá chát tà lý xá tí hề tu cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có 1 nhân, 22 loại có 2 nhân và 47 loại có 3 nhân. Pháp Cú Kinh số 40. Cung phu bá măng ca giám mí măng quý đức tu biết thân như đồ gốm lá gá ru bá măng chích tá mí đằng thả bếp tòa trú tâm như thành trì vô thề thả ma răng banh nhà vú thề ná dùng gương trĩ đánh ma trí tâm chá rắc khê á ni quê xá nô xí già thù thắng mãi vô tham. Dạ con xin hết, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ.
Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, mến chào Châu Nguyễn, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta. Dạ, trong khi chờ đợi Châu Nguyễn, Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước ạ. Hề tu san ga hồ tót yếu nhân. Hề tu san ga hề, hề ta vô na ma lô phô. Đồ sơ mô hô, a lô phô, a đồ sơ, a mô hô, cha tích, bi tha, pha quan tích. Trong phần tất yếu về nhân, có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Bát đò ra quát chân na, đi bàn cha quỳnh nhà na, sam bát tích chân na, san tì ra na, vót tháp bát na, ha san na quát sê na, a tha ra sa hê tu ca chít ta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân, là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức thọ tâm, si đạt tâm, sát định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sa ba ni bi e ka sa ta ti chit ta ni sa hê tu ka nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Ta tha bi đề mô mô ha chít ta ni e ca hê tu ca ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Akusala chitta ni chê qua nhà na quýt ba yut ta ni đọ đa sa ka ma qua cha ra sơ pha na ni cha ti đọ quỳ sa tuyết đi hề tu ca chitta ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đò đa sa nhà bút ta cà ma qua cha ra sơ pha na ni chê qua bàn cha tình sa ma hát gà ta lờ cút ta ra chít ta ni cha ti sa ta cha ta li sa ti hề tu ca chít ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung gọi là 47, có ba nhân. Lô phô đô sô cha mô hô cha hề tu ca. Lô phô đô sô cha mô hô cha hề tu ca cụ sát la ta dô. A lô pha đô sa mô hô cha cụ sát la và ca ta ta tha tham sân si. Là ba nhân thiệt bất thiện, cùng thấy ấy vô tham, vô sân, vô si là thiện và vô ký. A hề tu ca tha ra xề ca hề tu ca đề đọa sát tí đi hề tu ca ma ta sát
Kacatarisa Tihe Tuka. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có nhân, 22 loại có 2 nhân và 47 loại có 3 nhân. Khum phù ba mạng ca gia mi mạng vi đít to biết thân như đồ gốm nagaru ba mạng chít ta mi đăng tháp bét to chú tâm như thành trì vô thề thai mà răng bệnh nhà du thề na dùng gươm trí đánh ma chi tành cha ra khề ani quê sano si ya thủ thắng mãi vô tham. Dạ, đây là câu pháp của kinh số 40. Nam mô Bích Tha dạ và dạ, Nhật Bình mến chào kích niệm từ. Dạ, rồi cho Nguyễn máy bị trục trặc rồi, giờ cho Nguyễn trở vào có nghe được không? Dạ niệm từ ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Nhật Bình post bài lên, niệm từ lên trả bài nha. Mời niệm từ, mời Châu Nguyễn. Năm hai giá Nhật Quỳnh quên nữa. Dạ, mến chào Trần Đạo. Lúc nãy Trần Đạo vào là mang A Còng nhảy lên trên nên Nhật Quỳnh không thấy. Dạ, xin lỗi Trần Đạo nha. Dạ, mời Trần Đạo tiếp tục và trả bài. Dạ, cảm ơn niệm từ. Dạ, mời niệm từ. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, và dạ, con kính lễ huynh kinh, và dạ, con kính đến chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Nhật Quỳnh, cảm ơn cho Nguyễn, cảm ơn Sis Trần Đạo cho biết đã âm thanh rõ. Dạ, mến chào Christina. Dạ, con niệm từ xin trả bài. Trả bài. Hai La Mã Hê Tứ Sằng Gá Hồ Tốt Yếu Nhân Hê Tứ Sằng Gá Hề Hê Ta Hồ Nà Ma Đồ Phồ Đồ Sô Mồ Hồ A lô phô, a đô sô, a mô hô, cha tí chấp bích tha, pha hoàng tí. Trong phần tốt yếu về nhân, có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tất thá banh chá chùa rào. Cha na duy bành cha huynh nhà na sam bát tích cha na san san ti ra na vốt thả ba na ha xá na quá xê na ắc thà ra xà hê tú ca chích tà ní na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sa pa ni ti e ka sắc ta ti chít ta ni sa hệ tu ca nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tha bi đuôi đuôi mô ma ha chích tà ní ê ca hê tu ca ní. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân.
Se sa ni da sa akusala chitta ni che wa nya na vipayutta ni to da sa kama vacharaso kama vacharaso phana ni chati to visati tùy hệ tu ca chitta ni 12 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đùa đá xá nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra so pha na ni che wa ban cha tin sa ma hát ga ta lo kut ta ra chit ta ni cha ti sắc ta chắc ta li sa ti hề tu ka chit ta ni 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Lô phô đô sô chá mô hô chá hê tú a cú xá la ta dô a lô phà đô sa mô hô chá cú xá la dạ ca ta ta tha tham sân si và ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hê tu cắt thà ra sê cá hê tu cà tuê đò vi sá tí duy hê tu cà ma tà sắc tá chắc tà lý xá tí hề tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có một nhân, 20 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ, con xin đọc câu số 40. Cùm phù bá măng cà giá mi măng quý đi tòa biết thân như đồ gốm nagaru ba măng chích ta mi đằng tha thề tòa trú tâm như thành trị vô thề tha mà rằng bằng nhà du thề ná dùng gươm trí đánh ma chinh tăng cha rắc khề ani về sa nô si già thủ thắng mãi vô tham. Và hết rồi hả sư nương? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, niệm từ đã trả bài xong. Dạ, kính cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã phát bài lên ạ. Niệm từ xin nhân bích lại cho sư Trọng Đạo. Nam Mô Bổn Sư Giá. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Trì Đức. Xin chào Vinh Kinh, xin chào chị Nhật Quỳnh và kính chào quý anh chị trong đạo tràng và cảm ơn cho Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài. Hê tu sanh gá hồ toát yếu nhân hê tu sanh gá hê hê tá bồ nà má lô phô đô sô mô hô a lô phô a đô sô a mô hô cha tí chát bi tha ba quan tí. Trong phần toát yếu về nhân có sáu nhân là tham sân si vô tham vô sân và vô si.
tát tha bằng cha đoà ra quát cha ná duy bằng cha vinh nhà ná sầm tích cha ná sằng tí ra ná vót tha ba ná ha sa ná quá sê ná át tha ra sa hê tu ca chít tà ni nà má. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song tức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sắp ba ni bí e ca sát tí tà ni sa hê tu ca nề quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tát tha bi đuê mô mô ha chi tà ni e ca hê tu ca ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê sa ni đa sa a ku sa la chít ta ni chê quá nhà na vip ba yut ta ni đoa đa sa ca ma wa cha ra so pa na ni cha ti đoa vi sa ti duy hê tu ca chít ta ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đoà đa xá nhà na sầm ba yút tá ca ma quá chá ra sô ba na ni chê quá bành chá tìm xá ma hát ghé tá lô cút tá ra chít tà ni cha ti sát ta cha ta li sa ti hê tu ca chít ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiện và siêu thế cộng chung lại là 47, có ba nhân. Lô khô đô sô cha mô hồ cha hề tú a cú sa la ta dô a lô pa đô sam mô hồ cha cú sa la và ca ta ta tha. Tham sân si là ba nhân bất thiện, cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hê tu cá thà ra sê cá hê tu cá à. Con xin lỗi đọc lại tại vì có điện thoại. A hê tu cá thà ra sê cá hê tu cá đuề đòa vì sa tí đuề hê tu cá ma ta sát ta chát ta lý sa tí hệ tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có 1 nhân và 22 loại có 2 nhân và 47 loại có 3 nhân. Cùng câu pháp cú số 40 cùng bù ba năng ca giá ni ví đích tòa biết thân như đồ gốm na gá ru pa măng chít tá mi đăng tha bách tòa trú tâm như trì vô thề tha mạ rằng bành na yút thề na dùng gươm trí đánh ma chi tăng chá rắc khê a ni về sa nô si già thù thắng mãi vô tham.
Dạ, con đã trả bài xong, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Metta đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Hê tú sang gá hù nhân phối hợp. Hê tu sang ga hê hê ta vô na má lô phô đô sô mô hô a lô phô a đô sô a mô hô cha tí chấp bi tha phá hoàng tí. Trong phần toát yếu về nhân có sáu nhân là tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Tát tháp bành cha đòa ra quách cha ná, trí bành cha huynh nhà ná, sầm bát tích cha ná, sàn tỷ ná, quốc tháp ná, há xá ná quá xề ná, ác thà ra xà hề tú, cá chít tà ní, nà má. Ở đây có 18 loại nhân, không có nhân, là ngũ môn hướng tâm. Ngũ sông thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa sáp bà ní bí ê ca sáp tá tí, chít tà ní sa hề tú cà nề quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tá thà bí đề mù mù hát chít tà ní. Ê ca hê tú cà ní. Trong những loại tâm còn lại có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê sa ní đa sa cú sa la chí tà ní chê quá nha na quê pa yô tà ní đoà đa sa sa đà mà quá chá rá sô phá na ní. Chà tí đòa quỳ xá tí đi hề tú cá chít tà ní. 12 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới lý trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đòa đá xá nhà ná sầm bá yút ta cà mà quá chá ra sô phà nà ní. Chê quá bành cha tiền sa ma hát gá ta lô cút ta ra chít ta ni cha ti sa ta cha ta li sa ti hê tu ca chít ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiện và siêu thế. Cộng chung lại là 47, có 3 nhân. Lô phô đồ sô chá mồ hồ chá hề tú á cú xá là ta dụ á lô phà đồ xà mồ hồ chá cú xá là và cá tà tá thà tham sân si là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hệ tu cát thà ra xề cá hệ tu cà đề đòa quỳ xá tí. Đuý hệ tu cà ma tà sát tá chấp thà lý xá tí hệ tu cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có 1 nhân, 22 loại có 2 nhân và 47 loại có 3 nhân. Câu pháp cú số 40. Cầm phù bá mặn, cà giá mi mặn quý đi tòa, biết thân như đồ gớm. Ná gá rù bá mặn, chít ta mi đàn tháp bề tòa, trú tâm như thành trì.
vô thề tham mà rằng bàn nhà dú thề ná, dùng gươm trí đánh ma. Trí tàn chá rác khề á ni quề xa nồ si già, thủ thắng mãi vô tham. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Con kính dâng mít lại do đạo tràng ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn những Nam Mô Bích Tha giá. Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quang lâm vào đạo tràng. Mến chào Sư Khá, anh Đức Khá và quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không bạch sư. Dạ, nếu đại đức Pháp Trang có nghe được thanh của con và có thể cầm mic thì sư cho con một tín hiệu. Sư Khá ơi, Sư Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không Sư Khá? Nếu có cầm mic được cũng cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, nếu sư nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu. Không biết bữa nay sư cầm mic cái máy của sư đã quen chưa? Dạ, có thể cho con biết được không ạ? Dạ, không biết chú Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Chữ nhỏ quá, sư không nhìn rõ hả? Dạ, vậy thôi, sư không nhìn rõ thôi. Để sư xin không nhìn rõ rồi sư đọc sai rồi sư đổ thừa con nữa. Dạ, cái nét chữ thực quá nhỏ. Ồ, mến chào Nguyên Trang. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang vào có cầm mic được không? Nếu Nguyên Trang cầm mic được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, post bài lên cho Nguyên Trang đọc nè. À, còn Sú Khá thì vào mà treo áo đây thôi, không có thấy nhúc nhích. Nguyên Trang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, mời Nguyên Trang nha. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào Đạo Tràng, và kính chào chú Kinh. Dạ con mới vừa vô cô. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Metta, Châu Nguyễn cho con biết được tín hiệu. Trời, lâu quá con không có đọc mấy cái này, chết rồi. Dạ con xin đọc ạ. Hê tú sanh cá hồ toát yếu nhân. Hê tần cá hề. Hê tá hồ nà ma lô phô đô sô mô hồ. Á lô phô á đô sô. A mô hồ cha ti chapita phát quanh tí trong phần toát yếu về nhân. Có sáu nhân là tham sân si, vô tham, vô sân và vô si. Tát tháp banh Chawara Vachana Dipan Chawinya Nasampatit Chana Santi Ranawot Thapana Hasana Vasena Atta Rasa He Tukat Chitta Ninama. Nơi đây có 18 loại tâm, không có nhân và một ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm,
và tiếu sanh tâm. Se sa ni sap pa ni pi e kasat ta ti chit ta ni sa he tu ka ne wa. Tất cả 71 loại tâm còn gọi còn lại thì có nhân. Tattha vidre momu hachitta ni e kahe tuka ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sesa nidasa akusala chitta niche vanya navayutta nidva dasakama vacharaso panna nichati dvavi sati. Con biết cái chữ này con đọc đúng không nữa? Chữ D với chữ V, chữ D, V, E đọc làm sao dạ thầy kinh? Dạ con biết là con đọc chữ đoa đúng không ta? Rồi chữ D, V, I, chữ G, chữ V, chữ I con không biết là đọc làm sao? Là V, V, dạ con đọc một hồi. Ở đuôi, vui, vui hả thầy? Vui còn kia là vậy là đuôi ở đuôi à, còn cái chữ mà đi đuôi còn cái chữ mà đi v a thì là làm đuôi đuôi ở đuôi 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 đoa đa đuôi. Dạ à, cảm ơn Trung Nguyễn và cảm ơn thầy kinh. Duy duy he tu ca chít ta ni 10 loại tâm bất thiện còn lại là 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22 có hai nhân là 22 có hai nhân. Đoà đa sa nhà nát sầm bá yút ta ca mà vacharaso phana ni chê vap bành cha tìm samahak gata lô cút tarachitta ni cha ti sắc ta chát ta li sa ti hề tu ca chitta ni 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có 3 nhân. Phô đô sô chá mù hồ chá hề tú á cú xá là ta dô alo pha đô sa mô hồ chakusala chakusala ya kata tatha tham sân si có nhân bất thiện cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. Dạ một còn nữa hả cô? Ahe tu katha rase kahe tu ka dwe dwa visati du nãy đọc là gì ta? Đuôi hả? Đuôi 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 đọc 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 để con coi lại coi đọc là chữ gì?
Duy, ok, duy. Ok. Duy hê tu ca mata sắc ta. No, sắc ta sắc ta. Lý sắc tích hê tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 20 hai loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Wow. Cung phu bát năng ca gia minh năng no gia minh năng quy tích tòa thân như đồ gốm đồ gốm nagaru bát năng chít tâm mi đằng tháp bê tòa trú tâm như thành trì vô thề tham ma rằng ban nhà du thề na dùng gươm trí đánh ma chí tành cha rắc khề ani quê sa mù si già thủ thủ thắng mãi tham mãi vô tham. Xong hả cô? Xong dạ dạ chắc xong rồi. Ơ à, trời ơi à, cảm ơn chú. Trời ơi, con đọc, con xin sám hối, trời từ có nhiều từ lão con không hiểu với thật ra con đọc mà nãy giờ con cũng không hiểu gì hết. Dạ, dạ con xin xuống mít nè, có mấy chữ một hồi nữa thầy kinh chỉ con đọc nha, con không biết đọc ạ. Dạ, con xin xuống mít, dạ con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn thầy kinh, cảm ơn, dạ xin xuống mít ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Nguyên Trang, vừa vào đạo tràng bị Nhật Quỳnh cốc, đọc nghi là giỏi lắm rồi. Vậy là quá giỏi rồi, dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ, Nhật Quỳnh thấy chắc có lẽ là không còn vị nào cầm mít nữa. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để tiếp tục buổi học ngày hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, kính mời Quỳnh Kinh ạ. Nhật Quỳnh xin nhường mít ạ. À, Nam Mô Bụt Tha giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sang Khai giá. Hiện đang nó lâu vô quậy ha. Quậy cho thay đổi không khí. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp phần nhân này, phần nhân phối hợp tứ sanh cái hồn ha. Thì kỳ trước là chúng ta học về những cái định nghĩa về sáu nhân, tức là nhân, tức là căn gốc rễ chủng tử, cái kia gọi là nhân. Thì chúng ta đã học được những phần định nghĩa nhân tham, nhân sân, nhân si là ba nhân bất thiện, nhân vô tham vô sân vô si là ba nhân thiện, và cũng từ ba nhân thiện này nó trở thành nhân vô ký và vô tham vô sân vô si trong những tâm quả và tâm di tác ha, thì gọi là nhân vô ký. Rồi thì giờ chúng ta đi vào chi tiết thêm những cái phần bài này, thì mình vô phần nhân phối hợp tâm và tâm sở. Mời Châu Nguyễn ghi nha, nhân phối hợp tâm và ở nhóm A hai chấm, dòng số 1 nhân tham hai chấm, cạnh đầu dòng tâm hai chấm, tám tâm tham, dòng đầu dòng tâm sở hai chấm, 21 tâm sở, mở ngoặc
13 tâm sở tờ tha cộng 4 si phần cộng 2 tà kiến và ngã mạn cộng 2 hôn phần. Tâm sở 21 tâm sở mở ngoặc 13 tâm sở tờ tha 4 si phần 2 tham tà kiến và ngã mạn cộng 2 hôn phần. Rồi đúng rồi, tập sở. Rồi số 2 nhân sân hai chấm. Nói nhân tham ha, giờ tới nhân sân hai chấm. Rồi ok, nhân sân hai chấm. Gạch tới dòng tâm hai chấm. Hai tâm sân. Tâm hai chấm hai tâm sân và xuống dòng gạch đầu dòng tâm sở hai chấm 21 tâm sở. Tâm sở 21 tâm sở mở ngoặc 12 tâm sở tự tha trừ hỷ 12 tâm sở tự tha trừ hỷ. Chưa đóng mặt đâu, cộng 4 si phần. Cộng 4 si phần. Cộng 3 tật lận hối. Cộng 3 tật lận hối. Cộng 2 hôn phần. Thì đó mới là 21 ha. 12 tâm sở tự tha trừ hỷ. Cộng 4 si phần. Cộng 3 bật lận hối cộng 2 hôn phần. Đúng si phần 3 bật lận hối 2 phần. Rồi như vậy là 12, 16, 19, 21 ha, là 21 tâm sở. Rồi số 3 nhân si. Gạch đầu dòng tâm hai chấm nhân si gạch đầu dòng tâm hai chấm 12 tâm bất thiện gạch đầu dòng tâm sở 26 tâm sở mở ngoặc 26 tâm sở mở ngoặc 13 tâm sở tự tha cộng 13 tâm sở bất thiện trừ si. Tâm sở 26 tâm sở mở ngoặc 13 tâm sở tự tha cộng 13 tâm sở bất thiện trừ si đóng ngoặc lại. Rồi đó là cái nhóm A ha. Giờ chúng ta sẽ nói về nhóm A trước. Nhóm A đây tức là nói về nhóm thuộc về nhân bất thiện ha, tức là thứ nhất là nhân tham. Nhân tham tức là cái nhân mà nó thuộc về tham, tức là nó là nhân chủng tham, tức là tâm sở tham. Nhân tham đây tức là chúng ta phải hiểu đó là tâm sở tham, đó là nhân tham. Là căn gốc của cái tâm tham chúng ta học á. Thì chính cái nhân này nó làm được là nó làm lên cái tâm tham thì được gọi là nhân tham. Thì cái nhân tham này khi nó có mặt trong tâm á, đối với tâm á, thì nó có mặt trong tám tâm tham. Trong tâm tham chúng ta thấy là thực sự ta tâm á, nó chỉ có một thôi nha, nhưng mà tại vì nó có tám tâm tham, bởi vì do sự phối hợp của những tâm sở vô, thứ nhất là sự phối hợp của cái nhân tham này thì nó trở thành tâm tham. Và nó có những cái tâm sở liên hệ, những cái tâm tham thọ hỷ thì nó có tâm sở hỷ vô thì được gọi là tâm tham thọ hỷ.
hợp tà, tức là nó có tà kiến vô thì được gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà. Vô trợ tức là không cần sự trợ giúp, thì như vậy được gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Thì tất cả những cái loại tâm được định danh định hình định thành là do những cái tâm sở này nó phối với nhau để nó tập tạo thành. Thì về tâm nhân tham nó có mặt trong tám tâm tham, bây giờ nắm được chưa? Nhân tham có mặt trong tám tâm tham. Rồi về phần tâm sở thì có 21 tâm sở đi chung với nó, đồng sanh chung với nó. 21 tâm sở này đồng sanh chung trong những cái tâm tham. Thì 21 tâm sở này là 13 tâm sở tự tha. Là nói chung hết nha, nói chung nha, tức là nói chung là 13 tâm sở tự tha. 4 si phần là 4 tâm sở thuộc nằm trong phần si phần. Tức là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. 4 cái tâm sở này nó đều có mặt đầy đủ trong cái tâm tham. Nó đi cùng với nhân tham. Rồi hai tà kiến và ngã mạn, tức là nó có mặt hai tâm sở này, tức là tâm sở tà kiến thì có mặt trong tâm tham hợp tà. Tâm sở ngã mạn thì có mặt trong tâm tham ly tà. Thì như vậy nó có được hai cái tâm sở này luôn, là tà kiến và ngã mạn. Cộng hai hôn phần, tức là hôn trầm và thiện biên. Hôn trầm thiện biên này thì khi nó có phối hợp, nó có mặt trong tâm tham thuộc về hữu trợ. Quý vị nắm được vấn đề đó là, tức là cái nhân tham này đó, cái nhân, cái gốc chủng của nhân tham với tâm sở tham là gốc là nhân tham, thì khi nó sanh trong, nó có mặt trong tám tâm tham. Đối với tâm thì có mặt trong tám tâm tham ha. Rồi về tâm sở thì nó đi chung với lại nhân tham này để nó phối hợp trong tám tâm tham này, thì nó có 21 tâm sở đồng sanh chung. Tức là mình nói tổng quát là có 13 tâm sở tự tha, 4 si phần. Đấy, những cái tâm sở nó đi chung với nhân tham nha, 13 tự tha, 4 si phần, cộng 2 tà kiến và ngã mạn. Thì trong cái tâm sở mà tham phần á, thì chúng ta thấy là nó có tâm sở tham, tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn. Thì tại sao đây chỉ lấy có hai thôi, hai tà kiến, hai là tà kiến và ngã mạn? Bởi vì nhân tham mình đã tính rồi ha, mình đã tính ở trên đó được về nhân tham thì không tính nó nữa, chỉ tính hai kia thôi, chỉ tính những cái còn lại, mình trừ cái chính nó ra. Thì như vậy là còn hai là tà kiến và ngã mạn, cộng hai hôn phần là hôn trầm và thiện miên. Thì chúng ta học về tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, vân vân. Thì tám cái tâm nó được hình thành lên là do những cái do nhân tham phối hợp cùng với những cái tâm sở nó điều phối với nhau để nó tạo thành. Ví dụ như tâm tham thọ xả thì lúc đó là 13 tâm sở tự tha này phải trừ cái hỷ ra, trừ cái tâm sở hỷ ra. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục thì hỷ không có, tại vì nó thuộc về thọ xả, thì mình trừ hỷ ra thì nó còn như là còn có 12. Rồi nếu mà tâm tham thuộc về hữu trợ thì chúng ta cộng hai hôn phần vô. Còn nếu mà tâm tham thuộc về vô trợ thì mình bỏ hai hôn phần này ra. Sơ sơ để quý vị nắm được cái ý của cái sự phối hợp này ha. Thì mình chỉ nói chung ở đây, mình nói chung một cách vậy đó. Tâm sở thì có 21, tâm thì có 8, tức là nhân tham sanh trong 8 tâm tham đi cùng với 21 tâm sở. Rồi quý vị nắm được cái nhân này chưa? Cho biết cái đây, biết tín hiệu đi. Alo. Nắm được không? Ship Nguyên Trang nắm được không? Châu Nguyễn, từ Nhật Quỳnh, vân 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 vân. Vậy nắm được đi tiếp. Ủa chưa nữa. Bó tay quá luôn. Bó quậy bó tay. Giờ nói là một cái hay mình nắm được cái này là mình nó sẽ nắm được những cái bài dưới ha. Tức là về cái nhân tham, tức là cái nhân gốc. Rồi lấy cái tâm sở tham làm gốc thì được gọi là nhân tham. Nắm được chưa? Nhân gốc là tham. Thì cái nhân gốc này á, nó sanh, nó có mặt trong tâm. Những cái loại tâm nào? Thì tham thì nó chỉ có mặt trong những tâm tham thôi. Tức là tâm, về tâm thì nó có mặt trong 8 tâm tham. Đúng chưa? Nắm này chưa? 8 tâm tham. Ok ha. Đúng ha, rồi.
Khi mà có mặt trong tám tâm tham này thì tám tâm tham này nó sẽ đi theo những cái tâm sở. Về tâm sở nó có 21 tâm sở đi theo chung đó. Và gồm có 13 tâm sở tợ tha. Tức là 13 tâm sở tợ tha này là 7 tâm sở biến hành là có mặt trong tất cả tâm. Thì như vậy nó có mặt đầy đủ. Và 6 tâm sở biệt cảnh thì đây ta lấy chung luôn là 13, 7 với 6 là 13 tâm sở tợ tha đều có mặt chung với là nhân tham này, đồng sanh trong tâm tham. Đúng không? Và 13 tợ tha xong tiếp đến là bốn si phần, bởi vì nhân tham này nó nằm trong nhóm bất thiện. Thì bốn si phần si vô tàm chú ý phóng dật là bốn tâm si đó, bốn tâm sở si si vô tàm chú ý phóng dật thì luôn luôn có mặt trong tất cả những loại tâm bất thiện. Nó bất thiện là nó có mặt bởi vì khi mình khởi một cái tâm tham lên thì bốn si phần này si vô tàm chú ý phóng dật, tức là si mê u tối mà vô tàm vô úy. Thì bốn cái tâm sở si này, bốn cái si phần này có mặt đầy đủ. Thì như vậy 13 tờ tha cộng 4 si phần là có cộng 2 là tà kiến và ngã mạn, tức là tham hợp tà thì nó có tà kiến, tham ly tà thì nó có ngã mạn. Thì như vậy đây mình tính chung luôn là hai cái tà kiến và ngã mạn, mình lấy chung hai cái trừ cái tâm sở tham ra, bởi tâm sở tham đó là nhân tham rồi ha. Thì như vậy có hai là tà kiến và ngã mạn. Thí dụ khi nào mà mình khởi lên một cái tâm tham hợp tà thì nó lúc đó tâm sở ngã mạn, cái tâm sở tà kiến nó sanh vô. Khi nào mình khởi lên tâm tham mà ly ta thì nó bỏ cái tà kiến ra, thì vậy nó có ngã mạn thế vô. Thì hai là tà kiến và ngã mạn. Rồi hai hữu phần, tức là khi nào tâm tham sanh lên mà nó hữu trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, thì lúc khi mà hữu trợ thì cái hai hữu phần này nó nhảy vô, nhảy dùng vô. Thì vậy chúng ta có được tâm sở là 21, tâm thì có 8, tâm sở là 21. Nắm được không? Ok, rồi số 2 là nhân sân. Nhân sân là cái gốc rễ, là cái căn gốc là thuộc về sân. Tức là tâm sở sân phân. Đây tâm sở sân. Sân tật lẫn hối đó, thì cái sân này nó thuộc về là căn gốc bất thiện, tức là sân, là tâm sở sân. Thì tâm sở sân đối với tâm thì khi nó sanh trong tâm thì nó có mặt hai tâm sân. Khi mà nhân sân thì nó chỉ sanh trong tâm sân, nó không thể sanh trong tâm tham mà nó chỉ có mặt trong tâm sân, đó là hai sân. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, là tâm thì có hai tâm sân, đúng không? Rồi những tâm sở, về tâm sở có sự phối hợp là 21 tâm sở phối hợp. Đối với tâm sân thì nó có 21 tâm sở phối hợp đi chung với lại cái nhân sân này, tức là 12 tâm sở tự tha, nó không lại 13 nữa mà nó là 12, bởi vì sân thì không thể có tâm sở hỷ được, cho nên lấy 12 thôi trừ hỷ ra, tức là 13 tự tha là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, thì tầm tứ thắng giải cần bỏ hỷ ra, hỷ không có thể nào có hỷ trong tâm sân được, cho nên không có sự vui vẻ trong tâm sân loại cái hỷ ra. Thì như vậy 13 tờ tha trừ hỷ thì chúng ta còn có 12 thôi, đúng chưa? Dễ hiểu ha, đơn giản cái gì ha. Rồi bốn cái si phần, si vô tàm vô úy dần lương nhiên có mặt này, nó có mặt đầy đủ trong những cái tâm bất thiện, bốn si phần có mặt. Rồi cộng với lại ba là tật lẫn hối, tức là ba cái tâm sở này nằm trong cái nhóm là tâm nằm nhóm sân phần, tức là sân tật lẫn hối. Thì sân tức là thuộc về nhân gốc rồi, là chủng rồi, mình nó có tính rồi mình bỏ ra không tính ha. Thì ba cái là tật lẫn hối, ba cái tật lẫn hối tức là khởi một cái tâm sân lên mà trong đó có cái sự ganh tị tật đố. Thì lúc đó tâm sở tật nó nhảy vô. Khi nào mình có sự keo kiệt bỏng sẻn thì cái tâm lận này, sở lận nó nhảy vô. Khi nào mình có sự hối quá, cái sự hối hận ăn năn bứt rứt khó chịu thì nó tâm sở hối hận nó nhảy vô. Thì vậy ba tâm sở này tật lận hối này nó phối hợp tùy theo. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chính tính chung, mình nói chung cho mình gọn. Thì như vậy còn cộng thêm ba tật lận hối, rồi cộng thêm hai hôn phần là hôn trầm và thủy miên,
Ông Trầm Tị Miên có mặt khi nào chúng ta khởi lên tâm sân mà thuộc về tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Khi nào nó hữu trợ thì hai ông phần nhảy vô, khi nào vô trợ thì chúng ta loại hai phần ra. Đơn giản không có gì khó hiểu ha. Rồi nắm được chưa? Alo, cho biết đi. Dạ ha, ok. Dạ, ủi, có gì đâu khó nữa ha. Số 3, nhân si là căn gốc thuộc về si, tức là tâm sở si. Tâm sở si, si do làm núi phóng vật thì nhân si tính chính là tâm sở si, làm căn gốc ha. Và có mặt trong tâm, tức là nhân si này nó có mặt trong tâm. Ở đây lấy hết 12 tâm bất thiện. Chúng ta thấy không? Lấy hết là 12, xếp Nhật Quỳnh boss lên cái số 3 đi. Đó. Giờ số 3 là nhân si nè, là căn gốc là lấy tập sở si còn gốc ha, thì nó có mặt trong tâm nè, tức là nó lấy hết 12 tâm bất thiện. Bởi vì sao? Trong 8 tâm tham cũng có cái nhân si này. Trong 2 tâm sân cũng có cái nhân si này có mặt. Trong 2 tâm si cũng có cái nhân si này có mặt. Thì như vậy nhân si có mặt 12 tâm bất thiện. Là thiếu tâm nào đó. Vì như vậy chúng ta biết là khi mà chúng ta có tham, có sân, có si thì si có mặt đầy đủ, nó luôn luôn là hậu thuẫn vững chắc ha. Tức là có người đứng bóng ma đứng sau hiểm trợ, lúc nào cũng hiểm trợ chúng ta để chúng ta thành tựu được những cái ác pháp ha, tham sân si. Vì như vậy nhân si là có mặt trong 12 tâm bất thiện. Là mình cẩn thận nha, để ý cái này học cho kỹ cho biết ha. Rồi khi tâm sở thì nó có mặt đi theo chung là 13 tâm sở tờ tha, là học rồi á, 13 tâm sở tờ tha cộng 13 tâm sở bất thiện trừ si. Thì tâm sở bất thiện á, mình học là biết có 14 tâm sở bất thiện. Bây giờ trừ cái nhân si ra, trừ cái tâm sở si ra thì còn là 13. Bởi vì nhân si là nó chính tính rồi ha, thì mình trừ ra là còn 13. Thì như vậy nhân si có mặt trong tâm thì có mặt trong 12 tâm bất thiện. Rồi tâm sở, những cái tâm sở phối hợp đồng sanh chung trong những tâm bất thiện đó thì có 13 tâm sở tự tha, 13 tâm sở bất thiện trừ si. Nắm được chưa? Alo. Rồi ha. Rồi. Thì chúng ta đã học được phần nhóm A là tham, nhân sân và nhân si. Chúng ta nắm được những cái chi pháp này, mình biết khi mình có được những cái tâm sanh lên như vậy thì nó đi theo những cái thằng như thế nào để mới thành tựu được. Thành ra khi mà một vấn đề sanh khởi, không phải đơn thuần chúng ta chỉ cần nhìn một cái khiếm diện mà chúng ta cho rằng cái đó là chính xác, là đúng, là chứ là chúng ta nông cạn, chúng ta không có nắm được vấn đề. Những sự việc nó sanh lên luôn luôn có những cái duyên phối hợp với nhau rất là mật thiết. Một cái tâm tham đơn giản ra khởi lên một cái tâm tham thì nó đi theo một loạt những cái tâm mà tâm sở chưa tính sắc pháp nó sanh thể theo. Thì như vậy chúng ta phải nên hiểu rằng khi mà chúng ta suy xét bất kỳ một vấn đề nào, chúng ta cẩn thận khoan phán đoán, khoan quyết đoán sự việc đó, bởi vì chưa chắc là chúng ta đã hiểu đúng sự việc. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy, nắm được cái lý duyên sinh như vậy, cái sự mà tập khởi, sự duyên khởi những cái pháp, thì chúng ta phải rất là cẩn thận, rất cẩn thận trong vấn đề mà quán xét các pháp, nhất là chúng ta đi vào pháp hành thì quán này, nếu mà mình cứ phán đoán bừa bãi thì chúng ta chắc chắn là chúng ta trật lất, không thể nào đúng được. Và trong cái vấn đề này chúng ta thấy trong cái nhân tham sanh khởi là nó có mặt trong 8 tâm tham, tâm sở thì có 21 tâm sở đồng sanh chung. Thì như vậy không có đơn giản gì một sự việc, mới chúng ta thấy như vậy, tưởng như vậy mà chúng ta cho nó là đúng thì chúng ta quá là mình phải xét lại phần mình quyết định như vậy là nó nông cạn, nó không có chính xác ha. Rồi đó là nhóm A thuộc về nhóm thuộc về nhân bất thiện, nhân tham, nhân sân, nhân si. Rồi tới nhóm B. B, một vô tham và hai vô sân.
là hai cái đi chung, một vô tham và hai vô sân. Bởi vì hai cái nhân này nó không thể tách rời, là vô tham và vô sân, hai chấm xuống dòng, gặp vào dòng cái tâm, hai chấm 59 tâm. Mở ngoặc tâm 59 tâm, mở ngoặc 24 tâm dục giới tịnh hảo cộng 27 tâm đáo đại cộng 8 siêu thế, mở ngoặc tâm 24 tâm dục giới tịnh hảo cộng 27 tâm đáo đại cộng 8 tâm siêu thế. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, tâm sở, 2 chấm, 36 tâm sở, mở ngoặc, tâm sở, 36 tâm sở, mở ngoặc, 13 tâm sở tờ tha, 13 tâm sở tờ tha. Cộng 23 tâm sở tịnh hảo trừ vô tham sân, đóng mặt. Hai mươi ba tâm sở tịnh hảo trừ vô tham vô sân, tức là trừ hai cái nhân ra, trừ hai nhân vô tham vô sân ra. Rồi đó là cái số 1. Rồi xuống dòng số 2, vô si hai chấm, gạch đầu dòng tâm, tâm 47 tâm, tâm 47 tâm, mở ngoặc 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí cộng 27 tâm đáo đại cộng 8 siêu thế. Mười hai tâm dục giới tịnh hảo hợp trí cộng hai mươi lăm tay tay rồi đúng không? Xuống dòng tâm sở 37 tâm sở, mở ngoặc 13 tâm sở tờ tha cộng 24 tâm sở tịnh hảo trừ trí, đóng ngoặc. Tâm sở 37 tâm sở, 13 tâm sở tờ tha cộng 24 tâm sở tịnh hảo trừ trí. Rồi, chúng ta bàn về cái phần B ha. Tức là phần nhóm B này có thứ nhất là hai nhân là vô tham và vô sân. Tức là cái nhân thuộc về nhân thiện, nhân tịnh hảo là nhân thiện đó, là vô tham và vô sân, tức là tâm sở vô tham và tâm sở vô sân. Thì chúng ta đã học về phần tâm sở thì nó nằm trong 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Quý vị nhớ không? Tính niệm đàm quý vô tham vô sân hành xả, thì vô tham vô sân là nó nằm trong cái nhóm đó. Thì hai cái nhân này vô tham vô sân được về thuộc về căn gốc của
tinh hảo, căn gốc của pháp tốt nha, là vô tham và vô sân. Thì vô tham vô sân này á, khi sanh lên nó có mặt trong những cái tâm, tìm thấy hai nhân này nè, nó có mặt trong tâm, tức là nó có mặt trong 59 tâm và 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 đạo đại và 8 siêu thế. Tức là khi mà nói về hai nhân vô tham vô sân này, tức là khi mà ta tìm thấy trong tâm năm, nó có mặt trong 59 tâm, tức là 24 tâm dục giới tịnh hảo, tức là 8 tâm đại thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm quả đại thiện dục giới tịnh hảo và 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Thì 8, 3, 24, 24 tâm dục giới tịnh hảo mình học ra thì nó có mặt hai cái nhân này nó luôn. Hai nhân này có mặt đầy đủ trong 24 tâm này. Nắm được chưa? Thì chúng ta khởi bất kỳ một cái tâm thiện nào lên, nó đều có hai nhân vô tham vô sân. Rồi tâm quả nó cũng có hai nhân vô tham vô sân này ở trong đó. Tâm duy tác cũng có hai nhân này vô tham vô sân nằm đó. Thì như vậy 24 tâm dục giới tịnh hảo có mặt đầy đủ hai nhân nằm trong đó, tìm thấy trong đó là vô tham và vô sân. Ly trí cũng có nó mà hợp trí cũng có nó. Hai cái nhân này nó luôn luôn có mặt trong 24 tâm dục giới tịnh hảo. Rồi 27 tâm đáo đại. 27 tâm đại là 15 tâm sắc giới cộng 14 12 tâm vô sắc giới. 15 với 12 phải 27 không quý thầy, quý vị. Đúng là 27 tâm đáo đại. Thì trong 27 tâm đáo đại thuộc về mà mình đã học rồi ha, tâm thiền sắc giới và vô sắc giới. Thì trong đây ta tìm thấy cũng có hai nhân này, vô tham và vô sân có mặt đầy đủ không thiếu nào. Rồi như vậy thì chúng ta là có 24 tâm dục giới tình hảo có mặt hai thằng này, vô tham vô sân. Bảy tâm đáo đại cũng có mặt hai thằng này. Rồi tới 8 tâm siêu thế cũng có mặt hai này luôn. Là 8 tâm siêu thế là chỉ lấy 8 thôi, lấy gọn là 4 đạo 4 quả là 8. Còn nếu tính ra chi thiền thì thành ra là 40. 20 đạo 20 quả là 40. Nhưng mà giờ mình lấy 8 9 thôi, 8 phần thôi. Là sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo sơ quả nhị quả tam quả tứ quả. Thì những cái tâm này sanh lên tìm thấy trong đó có hai nhân này. Hai nhân vô tham và vô sân có mặt trong đó. Thì như vậy tâm có 59 tâm có mặt hai nhân vô tham và vô sân, và 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại và 8 tâm siêu thế. Tâm được không? Rồi tới tâm sở. Tâm sở nó đồng sanh chung nè, đi theo nè, tâm sở nó có 36 tâm sở. Nhưng mà thấy nó có 36 tâm sở, tức là 13 tâm sở tự tha, mình nói lấy chung thôi, 13 tâm sở tự tha. Học tâm sở tự tha rồi ha. Thì nói gọn thôi, nói gọn là tám siêu thế là tức là 40 lần. Nếu mình tính ra chi thiền á thì nó là 40, nhưng mà mình nói gọn là bốn đạo bốn quả thôi. Còn nếu mà chi thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, nhân cho năm 8 năm 40. Tính được chưa? Tức là lấy hàng dọc xuống đó, mình tính hàng dọc xuống đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là bốn đạo bốn quả, tức là 8 ha. Còn nếu tính hàng ngang ra, tính ví dụ sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền thì nó dơ là 5, là 8, và nhân vô 5 thì nó là 40. Và tâm siêu thế nó có 10, nhưng mà mình tính gọn thì chỉ có 8 thôi. Sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả là 4, rồi sơ là 8 ha. Rồi ok. Tắm được không? Rồi tới tâm sở thì có 36. Cái phần tâm sở là ghi ra chưa? Tâm sở 36 tức là 13 tâm sở tự tha, đương nhiên vẫn có mặt ha. Xúc thọ tưởng tư chức hành quyền tăng ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục có mặt đầy đủ không thiếu nữa, thì ngoại trừ những cái tâm thọ xả là loại hỷ ra, hay là xả bên nhân quăng tâm sở hỷ ra, không có hỷ đâu. Ok. Rồi 23 tâm sở tịnh hảo trừ vô tham vô sân. Tại sao lấy 23? Bởi vì trừ hai gốc ra, trừ hai nhân ra vô tham vô sân. Tâm sở tịnh hảo có 25, đúng chưa? 19 biến hành, 19 tâm sở biến hành, 3 giới phần, 2 vô lượng phần và 1 tự quyền là 25. Bây giờ mình lấy 23 thôi, mình trừ
vô tham vô sân ra. Thì như vậy là có 36 tâm sở đồng sanh dung, được tìm thấy có hai nhân vô tham vô sân đi theo chung đó trong 59 tâm. Nắm được chưa quý vị? Dạ sao mà có gì là khó hiểu mà. Rồi, tới số 2, vô si, tức là tới nhân vô si. Số 2, nhân vô si. Hai là vô si. Được lên chưa? À, được lên hao, được lên coi hao. Rồi, vô si thì trong tâm thì nó có 47 tâm. Tức là vô si là trí tuệ đó, tức là vô si đây chính là tâm sở tự quyền. À, là vô si. À, thì nó có mặt trong 47 tâm. Tức là 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. À, tức là có mặt trong vô si này, tìm thấy có mặt trong những cái tâm thuộc về hợp trí. À, những cái tâm ly trí thì không có vô si. À, cho nên ở đây chỉ lấy 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. Cái gì nắm được này không? Vô si nó không hết mà nó chỉ lấy có 12 thôi. Bởi vì vô si không thể có mặt trong những cái tâm ly trí. À, cho nên 24 tâm dục giới tịnh hảo á, thì nó có ly trí có, hợp trí có. Cho nên vô si này loại bỏ 12 cái ly trí ra. Chỉ lấy 12 hợp trí. À, 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, à, là có mặt tại nhân vô si này. À, ok. Rồi 27 đáo đại, à, tâm thiền đáo đại thì đương nhiên là phải có nhân trí tuệ rồi, nhân tội quyền đương nhiên phải có. 8 siêu thế cũng phải có luôn, à, không thể không có vô si. À, cho nên trong cái nhân vô si này thì có mặt 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí cộng 27 tâm đáo đại cộng 8 siêu thế là có nhân vô si làm gốc, làm chuẩn, làm tiêu chuẩn để mà phát sanh. Không có vô si thì không thể có những tâm này. À, cho nên đây là tâm đối với vô si lấy được 47 tâm. Tâm sở đi theo thì có 37 tâm sở. 13 tâm sở là tha lấy hết ha. Khi nào mà họ xả thì mình bỏ hỉ ra thôi, mà còn 12 lấy hết là 13. Cộng 24 tâm sở tịnh hảo trừ chính nó ra, tức là từ tâm sở tự quyền ra, tức là trừ trí ra. À, thì như vậy còn 24 tâm sở tịnh hảo đi theo chung đó. À, thì như vậy trong cái nhân vô si có mặt trong 47 tâm và 37 tâm sở đồng sanh chung với nó đi theo. À, thì như vậy chúng ta có được là hai cái phần. Phần một là tham sân si, phần hai là vô tham vô sân vô si, là học đầy đủ ha. Có gì nắm được hết phần này chưa? Alo, hiểu rõ hết không? Có khó hiểu không? Alo, dễ ha, hiểu ha, đâu có gì không? Rồi, ok. Rồi chúng ta học thêm, bổ túc thêm một chút xíu những cái phần này cho thêm mình phong phú thêm chút ha. Có bốn phương cách về nhân. Đây là học thêm, bổ túc thêm, hay là mình biết thêm. Có bốn phương cách về nhân. Bốn phương cách về nhân. Một, nhân nhân. Hê tú, hê tú. Là hai chữ hê tú lượng đó. Nhân nhân, hê tú, hê tú. Hai chấm. Một, nhân nhân, hệ tố hệ tố. Viết dính luôn, đừng viết cái đi ra. Nhân nhân, hệ tố hệ tố. Hệ chấm là đây nói về cái cõi. Tức là khi nói nhân nhân, tức là nó nhấn mạnh về cái nhân gốc, nhân chủng. Tức là chính là cội rễ. À, tức là từ chữ mu lá ra đó. À, mình biết chữ mu lá là cội rễ đó. Mu lá là cội rễ. Thì nhân nhân này chính là cội rễ. Hay gọi là, còn gọi là sáu nhân. Tham sân si, vô tham vô sân vô si, nãy mình học á. À, những nhân này được gọi là cội rễ, hay gọi là nhân nhân, hay là nhân tương ưng.
Samayutpahe tú là nhân tương ưng, tức là sáu nhân, tức là nhân tham, nhân sân, nhân si, là được gọi là tương ưng, nhân tương ưng. Vô tham, vô sân, vô si, à, cũng là nhân tương ưng. À, thì như vậy chúng ta có là nhân nhân chính là cội rễ, hoặc là sáu nhân à, tương ưng, mà sáu nhân là tâm tham, sân, si, vô tham, vô sân, si. Vì những cái này được gọi là phương cách thứ nhất, được gọi là nhân nhân. Không được không? Học sơ sơ mấy cái này trước rồi mốt chúng ta học về thập nhị nhân duyên và duyên hệ, chúng ta sẽ hiểu nó dễ dàng hơn ha. Rồi số 1, nhân nhân hệ tú là cội rễ, hay là căn gốc, hay là sáu nhân tham sân tập sân si. Rồi số 2 là duyên nhân, duyên nhân bách cho giá hệ tú. Duyên nhân bạch cho giá hệ tố, là bạch cho giá hệ tố là duyên nhân, tức là duyên từ cái nhân này trợ sang cái kia, tức là hai chấm đi dễ ghi luôn ha. Hai chấm, cái này trợ cái kia sanh, phải điều kiện tạo nhân, phải cái này trợ cái kia sanh, phải điều kiện tạo nhân, phải hay nguyên nhân tác dụng như phương tiện, hay nguyên nhân tác dụng như phương tiện. Rồi đó là duyên nhân, tức là bách cho giác hề tú, tức là duyên từ cái vấn đề này sang vấn đề khác, tức là cái này trở cái kia sanh. À, giống như là à, do có đất nước lửa gió à, nó làm phát sanh ra những cái sắc khác, à, ra những cái à, sắc thần kinh, là sắc ý vật, sắc quán quyền, sắc vật ra 24 duyên chẳng hạn không, thì do tứ đại nó trợ sanh những cái sắc sắc pháp khác, à, phát sanh ra những cái khác, thì là được gọi là duyên nhân, hoặc là cái điều kiện tạo ra cái đó, hay điều kiện tạo ra cái nhân đó. Chẳng hạn như là mình thấy là do có nhân tham lãng mình học đó, làm duyên trợ sanh cho tâm tham, làm duyên trợ sanh cho những tâm sở đầu sanh chung, vân vân. Thì như vậy gọi là duyên nhân, tức là cái này trợ cho cái kia sanh, hay là điều kiện tạo ra những cái đó, điều kiện tạo nhân, hay là nguyên nhân, hay là những cái nguyên nhân để nó tác động nó làm cho sanh ra, hoặc là những cái phương tiện này phương tiện kia để nó tạo điều kiện để nó làm sanh ra cái khác, thì gọi là duyên nhân. Nắm được quý vị? Alo. Nắm được ha. Rồi, à, cũng giống như là quý vị đưa cái bông lên hay là gì đó thì nó là cái duyên, à, làm điều kiện cho chúng ta biết và quý vị đã hiểu, à, thì gọi là duyên nhân. À, cái này trợ cái kia sanh, trợ cho cái khác sanh ra. Rồi số 3 là chí thượng nhân. Uttamahe tú, chí thượng nhân. Uttamahe tú, chí thượng nhân. Chí thượng là tối thượng ha. Là chí thượng nhân. Uttamahe tú. Hai chấm. Nguyên nhân hay điều kiện chánh yếu, nguyên nhân hay điều kiện chánh yếu, nguyên nhân hay điều kiện chánh yếu là chí thượng nhân. Bất tâm hề tú là ý nghĩa là nguyên nhân hay điều kiện chánh yếu, tức là điều kiện chính đó. Chính điều kiện mà tiên quyết là để mà phát sinh vấn đề, chẳng hạn như do bây giờ mình bị đau khổ, hoặc là mình được hưởng hạnh phúc, được an lạc, hoặc là mình à, gặp những cái điều kiện kia mà gây sự là khốn khó, đều do nguyên nhân chính yếu của trong cái thời quá khứ nào đó mình tạo. À, tức là nói giống như là nhân quả, là nghiệp quả, tức là do nguyên nhân chính yếu của cái tham sân si là nhân chính yếu để nó cho cái quả hiện tại giờ mình phải chịu.
đau khổ chịu những cảnh này cảnh kia, nghèo hèn và tật nguyền vân vân, thì đó là nguyên nhân chính yếu của bất thiện, của nhân bất thiện, để nó cho ra cái quả bất thiện. Hoặc là những cái nguyên nhân chính yếu thuộc về thiện, vô tham, vô sân, vô si, nó cho ra đời sống hiện tại mình được an lạc, hạnh phúc, vui sướng này kia, thì đó là nguyên nhân chính, hay là được gọi là chí thượng nhân. À, chí mà trí, chí, chí thượng, chí thượng nhân. Đó là nguyên nhân được. Nắm được không? Alo, tức là nói giống như đây là nhấn mạnh về cái nhân chính đó, hay là về cái điều kiện chính để nó cho ra cái hậu quả, cái kết quả đó. À, đó là chí thượng nhân. Rồi, đó là số 3. Rồi, số 4 là phổ biến nhân. Phổ biến nhân. Về cái chữ này mà. Chí thượng nhân. Sattharana hetu. Sattharana hetu, phổ biến nhân, tức là nguyên nhân những cái phổ biến, cách phổ biến thông thường ha. Là nguyên nhân thông thường, điều kiện phổ biến chung ha, được gọi là phổ biến nhân. Là nguyên nhân thông thường, điều kiện chung phổ biến thì được gọi là phổ biến nhân. Nguyên nhân thông thường, điều kiện phổ biến, chẳng hạn như trái cây mà được trái cam mà nó được ngọt, nó được thơm là do nhờ có đất tốt ha, do nhờ có những cái tinh chất tốt, và do nhờ sự chăm sóc tốt thì ra cái trái cây nó được tốt đẹp, được ngọt ngào, tinh vi ha. Hoặc là cái nhà được xây dựng là đẹp đẽ vững chắc là do nhờ có thợ xây nhà tốt đẹp, cho nó được kỹ lưỡng và chăm sóc tốt đẹp, được kỹ lưỡng thì gọi là những cái nhân thông thường trong cái đời sống hàng ngày của mình ha. Đó thì đó là những cái được gọi là phổ biến nhân, hay là những cái nguyên nhân thông thường. Chẳng hạn như giờ Xích Nhật Quỳnh, do nhờ có Xích Nhật Quỳnh lên room làm MC boss bài này kia, đó là cái nhân để làm cho các được lên được cùng nhau đọc, được hiểu được pháp này kia, đó cũng đó được, có thể nó là nguyên nhân thông thường và phổ biến nhân. Rồi như vậy là chúng ta đã có học sơ lược về cách bốn phương cách về nhân. Thứ nhất là nhân nhân, tức là cội rễ căn gốc. Thứ hai là duyên nhân, tức là do duyên từ cái này cái kia sanh, đều điều kiện tạo với tạo tạo nhân đó, do cái này cái kia sanh. Rồi chí thượng nhân là nguyên nhân chính yếu, nguyên nhân chính gốc là do nhân, nhân nào ở đó gieo ác thì lãnh ác, gieo thiện được thiện, thì đó là chí thượng nhân. Và phổ biến nhân là những nhân thông thường trong đời sống hàng ngày chúng ta thường thấy, đó là phổ biến nhân. Rồi đó là hôm nay chúng ta còn cái đoạn cuối nữa, chúng ta sẽ học ghi đoạn cuối nữa thôi là xong. Kết luận hai chấm, kết luận với chữ còn cái kết nữa. Kết luận không? Á hề tú cá. Á hề tú cá viết được ha. Á hề tú cá, những loại tâm vô nhân, hai chấm. Có 18 tâm vô nhân. Á hề tú cá. Có 18 tâm vô nhân. Rồi. Ê cá hề tú cá. Ê cá hề tú cá, những loại tâm có một nhân, hai chấm, có hai si, có hai tâm si, những loại tâm có một nhân, hai chấm, có hai tâm si. Ê cá hề tú cá. Rồi dòng đuý hề tú cá, những loại tâm có hai nhân, hai chấm. Duy hề tu cá, những loại tâm có hai nhân. Những loại tâm có hai nhân, hai chấm.
Bất thiện có 10. Mở ngoặc 8 tham cộng 2 sân, đóng ngoặc. 7. Bất có 10, 8 tham cộng 2 sân. 7. Thiện có 12 ly trí. Thiện có 12 ly trí. Rồi, xuống dòng. Tí hê cá, những loại tâm có 3 nhân, 2 chấm. Tí là 3, tí hê tú cá, những loại tâm có 3 nhân. Hai chấm. Dục giới tịnh hảo có 12 hợp trí. Dục giới tịnh hảo có 12 tâm hợp trí. Dục giới tịnh hảo có 12 tâm hợp trí. Đạo đại có 27. Siêu thế có 8. Siêu thế có 8. Rồi, xin chào. Tổng cộng 2 chấm. 18 cộng 2 cộng 10 cộng 12 cộng 12 cộng 27 cộng 8 bằng 89 tâm. Tổng cộng 18 cộng 2 cộng 10 cộng 12 cộng 12 cộng 27 cộng 8 bằng 89 tâm. Rồi đúng rồi đó. Thì về kết luận thì chúng ta có được là á hê tú cá, tức là những cái tâm vô nhân. Thì những cái tâm vô nhân này là những cái tâm không có nhân, không có nhân nào đó, không có tham sân si, không có tham sân si hết. Thì coi như là những cái tâm mà vô nhân thì gọi là những loại tâm mà không có nhân đồng sanh chung. Thì đó là chúng ta học có được 18 tâm vô nhân. Đúng không ha? 18 tâm vô nhân là những tâm không có nhân. Rồi những loại tâm có một nhân. Ê các hề tú cá. Thì những loại tâm có một nhân thì chỉ tìm có thấy có hai là hai tâm si. Hai tâm si, tâm si thọ xả hoài nghi, tâm si thọ xả phóng dật. Thì tâm si nó chỉ có nhân si. Nó chỉ có nhân si thôi, cho nên nó không có nhân khác nữa, thì ra chỉ nó chỉ có một nhân, nhân si, có một nhân, là hai tâm si chỉ có một nhân. Rồi những loại tâm có hai nhân, đúy hê tú cá, những loại tâm có hai nhân, tức là chúng ta tìm thấy là bất thiện, trong tâm bất thiện thì nó có 10, là 8 tâm tham, cộng 2 tâm sân, là nó có hai nhân. Bởi sao 8 tham thì nó vừa có nhân tham mà nó vừa có nhân si. 2 tâm sân thì nó cũng vừa có nhân sân mà nó vừa có nhân si. Thì như vậy bất thiện mà tìm thấy có hai nhân là có 10 là 8 tham và 2 sân. Rồi thiện có hai nhân thì tìm thấy là có 12 tâm thiện. 12 tâm dục giới, tình hảo thuộc về ly trí là 4 thiện, bốn quả, bốn di tác thuộc về ly trí. Chúng ta tìm thấy được có hai nhân là nhân vô tham và vô sân. Thì có 12. 12 tâm có hai nhân vô tham vô sân. Không có tâm vô si, không có nhân vô si. Thì vậy thiện tìm thấy có 12 và 12 tâm ly trí. Rồi những loại tâm có ba nhân là bắt đầu tâm có ba nhân trở lên là tí hê tú cá. Rồi trong những tâm dục giới tình hảo thì có 12 hợp trí. 12 tâm hợp trí. Hợp trí thì có đủ 3 nhân, vô tham, vô sân và vô si. Thì có đủ 3 nhân là 12 trí. Rồi đáo đại, tức là tâm đáo đại thì có 27 đầy đủ, là 15 sắc giới và 12 vô sắc giới, là tâm đáo đại có đầy đủ 3 nhân, vô tham, vô sân, vô si. Rồi siêu thế, 8 tâm siêu thế. Sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo sơ quả nhị quả tam quả tứ quả cũng tìm ra có đầy đủ 3 nhân. Và như vậy tổng cộng chúng ta có 18
tâm vô nhân, hai tâm si, mười tâm bất thiện, mười hai tâm thiện, mười hai tâm dục giới ly trí, mười hai tâm dục giới tình hạ hợp trí, hai mươi bảy đáo đại và tám siêu thế, tổng cộng có 89 tâm phối hợp tùy theo một nhân, hai nhân, ba nhân và vô nhân. Chúng ta là chấm dứt hôm nay, chúng ta học xong cái phần thuộc về nhân phối hợp. Bây giờ nắm được hết không? Alo, cho biết đi. Như vậy là chúng ta vừa đúng thời gian là chúng ta đã học xong bài hôm nay ha. Rồi, xa thôi, xa thôi. Rồi, do phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, phước báo đầu năm luôn ha. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta trong room này luôn được an vui, sống lâu, sức mạnh và được là sáng suốt, có trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bích Tha nhá, Nam mô Tham Ma nhá, Nam mô Sang Khai nhá. Xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân Vinh Kinh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa đạo tràng rất là kính tri ân Vinh. Dạ, kính cảm ơn những lời chúc Vinh Kinh đầu năm cũng như chia phước báo. Dạ, theo thông lệ thì đáng lẽ là nhà con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không? Sư có thể cho con một tín hiệu không bạch sư? Nam mô Bích Tha giá. Dạ, đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Dạ, nếu sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi chính pháp. Và nếu có đại đức Pháp Trang trở lại thì chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha giá. Uất tâm ăng ghê na văn đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tâm ăng buột thề dô khá li tô đổ sâu buột thô khám mặt tụ tăng mà măng gọn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăng ghê na văn đề hằng thầm anh cho đức quý thăng và răng thầm mê dô tô đổ sâu thầm mô khăm mặt tu tăng mà măng đoạn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăng ghê na văn đề hằng sẵn khanh cha đu vi tho tâm ăng sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khăm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ Nam mô Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngày Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào toàn thể tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin phép được đại diện ngài Chí Đức để cùng chư Tôn Đức để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Te atlata sukita vilaha putta sasane roga sukita ho hisaha sape hinya te fi fawatu sa pamangkalang rakantu sa padewata sa paputham nufa we nasada sa te fawantu te fawatu sa pamangkalang rakantu sa padewatam Sa-pa-tham-ma-nu-pha-ve-na-sa-da-so-thi-pha-van-tu-te-pha-va-tu-sa-pa-mang-ka-lang-ra-kan-tu-sa-pa-de-va-ta-sa-pa-sang-ka-nu-pha-ve-na-sa-da-so-thi. Pha-van-tu-te, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên, cả thải tất cả phước bao hàng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Siddhiya chanagatham Siyatamato 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 idang phalang etasmin Retanatayasmin sambasa dana che etaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thay.